đầu tay nó vằn như là da con rắn này. Đó, vần gỗ này. Nhìn quý vị nhìn những cái tôm gỗ, thớ gỗ này rất là đanh. Thớ gỗ này rất là đanh và mịn. Thớ gỗ đanh mịn như là vân chùn, quá đẳng cấp luôn. Sờ mát tay luôn. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi trưa của những ngày đầu tháng 11 năm 2020. Và tiếp tục trong clip ngày hôm nay thì nhà em lại xin trân trọng giới thiệu đến quý cô bác anh chị. Đây, trước mặt là màn này nhỏ quý vị. Đây, hiện tại là một bộ trường kỷ chất liệu gỗ đinh thối. Chất liệu gỗ đinh và trọn vân. Đấy. Thì bộ trường này thì bao gồm có 3 món là 2 đoạn dài và 1 bàn tíu. Đây là hình ảnh tổng thể bộ ghế quý vị này. Rất là đẹp và đã hoàn thiện BU bóng rồi. Chất liệu gỗ đinh này thì rất là quý hiếm quý vị nha. Giá thành thì cũng tương đối là cao, rất là giá trị. Trước mặt vị là hình ảnh của chiếc đoạn dài. Chiếc ghế dài này thì có kích thước là dài là 2m17. Dài 2m17. Toàn bộ phần yếm của chúng tôi là yếm đục trúc. Yếm đục trúc. Phần chân đây, chân là chân chín chỉ này. Đầu tay là xoắn ốc. Đó, chất liệu gỗ đinh này. Chất liệu gỗ đinh thì cực kỳ là lì, bóng và mịn. Chất gỗ cực kỳ là bền luôn. Đây. Toàn bộ phần vách của chúng tôi là vách là đục tứ quý, tùng trúc cúc na mai, một bên là lê na đào liệu. Đó, phần diện tích ngồi này là thuộc trường đại nên là diện tích ngồi rất là rộng rãi quý vị nhé. Trên 50 trường đại. Phun đã sơn hoàn thiện, cực kỳ là bóng và đẹp. Đó. Đây là chiếc bàn tíu này. Toàn bộ phần ghế cũng như phần mặt bàn tôi là mặt gỗ liền một tấm. Quý vị mặt gỗ liền một tấm. Phần bàn tíu này có kích thước là dài là 1m27 theo chiều ngang và chiều ngang là 57, còn chiều dài này là 1m27 quý vị nhé. Và hai đợt dưới này cũng là ván liền này. Đợt dưới này ván cũng liền và gỗ rất là đẹp. Đó. Thì cái tíu này được đục là triện cũng như là chẳng hạn. Triện chẳng hạn. Phần chân tíu của chúng tôi là chân tíu 7 chỉ. Đây. Gỗ đây, chất liệu gỗ đinh này thì quý vị. Chất liệu gỗ đinh rất là giá trị nha. Thì gỗ đinh này thì có gỗ đinh thối và gỗ đinh hương. Thì chất liệu gỗ đinh thối này sẽ giá thành sẽ cao hơn gỗ đinh hương. Đây quý vị nhìn cái phần đầu tay này. Đầu tay nó vằn như là da con rắn này. Đó, phần gỗ này. Nhìn quý vị nhìn những cái tôm gỗ, thớ gỗ này rất là đanh. Thớ gỗ này rất là đanh và mịn. Thớ gỗ đanh mịn như là vân chùn, quá đẳng cấp luôn. Sờ mát tay luôn. À, cực kỳ là đẳng cấp. Đây, chiếc ghế giản đây. Thì quý vị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 51086. Website là đồ gỗ tùng8.com. Ngoài những cái bộ trường kỷ gỗ đinh quý hiếm như này thì chúng tôi còn rất nhiều sản phẩm đồ gỗ khác như là nội thất, phòng khách, phòng thờ. Thì là quý vị cứ liên hệ trực tiếp, chúng tôi sẽ tư vấn chuyên về nội thất, phòng khách bằng chất liệu gỗ tự nhiên cho quý vị nhé. Ok, xin chào mọi người.